Vòng chung kết U17 World Cup khai mạc ở những sân vận động nào từ năm 2011 đến 2023? Trận khai mạc của FIFA U17 World Cup 2011 diễn ra trên sân vận động Estadio Morelos tại tiểu bang Michoacán của Mexico. Trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 6 năm 2011 giữa đội chủ nhà Mexico và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. 34.312 khán giả đã có mặt tại sân vận động để chứng kiến chiến thắng 3-1 của đội chủ nhà. Estadio Morelos được khởi công xây dựng vào năm 1984 và chính thức mở cửa vào ngày 9 tháng 4 năm 1989. Với sức chứa ban đầu là 42.000 khán giả, kinh phí xây dựng sân vận động này là 20 triệu đô la Mỹ. Năm 2011, để tổ chức U17 World Cup, sân bóng này đã trải qua một đợt cải tạo theo yêu cầu của FIFA. Sân vận động Estadio Morelos có hình dáng không đều, khán đài phía sau khung thành có một tầng và không có mái che, trong khi 4 tầng được xây dọc theo sân, bao gồm cả khu vực VIP box có mái che một phần. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 34.795 khán giả và toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Atlético Morelia. Vòng chung kết U17 World Cup 2013 diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trận đấu khai mạc diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2013 trên sân vận động Mohammed bin Zayed tại thủ đô Abu Dhabi. Đội chủ nhà đã thất bại 1-2 trước U17 Honduras trước sự chứng kiến của 8.650 khán giả đã đến sân. Sân vận động Mohammed bin Zayed được khởi công xây dựng vào năm 1979 và được hoàn thành trong năm 1980. Sức chứa ban đầu của sân vận động này là 15.000 khán giả. Tên gọi ban đầu của nó là Al Jazeera. Từ năm 2006 đến 2009, sân bóng này được cải tạo để mở rộng sức chứa và chính thức mang tên Mohammed bin Zayed từ đây. Sức chứa hiện tại của sân vận động này là 37.000 khán giả, với tất cả khán đài đều đã lắp đặt ghế đơn. Mặt sân Mohammed bin Zayed sử dụng cỏ lai được thi công bằng phương pháp khâu cỏ theo tiêu chuẩn của FIFA. Sân vận động này được coi là một địa danh kiến trúc đặc biệt và độc đáo ở UAE cũng như toàn bộ khu vực Tây Á, do thiết kế độc đáo, được trang bị đầy đủ các phương tiện mới nhất và hiện đại nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Al Jazeera. Chile là chủ nhà của vòng chung kết U17 World Cup 2015. Trận đấu khai mạc diễn ra giữa đội chủ nhà và Croatia diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2015 trên sân vận động Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos tại thành phố Santiago. 20.637 khán giả đã có mặt tại sân vận động này để chứng kiến trận hòa 1-1 của hai đội. Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos được bắt đầu xây dựng vào tháng 2 năm 1937 và chính thức khánh thành vào ngày 3 tháng 12 năm 1938. Kinh phí xây dựng sân vận động là 18 triệu đô la Mỹ. Với tên gọi ban đầu là Estadio Nacional, nó chính thức mang tên Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos từ ngày 5 tháng 7 năm 2008. Sân bóng này lần đầu được cải tạo để tổ chức FIFA World Cup 1962, bao gồm cả trận chung kết giữa Brazil và tiếp khắc. Đến năm 2009, một đợt cải tạo lớn trị giá 42,3 triệu đô la Mỹ được bắt đầu, sân vận động này mở cửa trở lại vào ngày 12 tháng 9 năm 2010. Sức chứa ban đầu của sân vận động Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos là 48.000 khán giả. Nó đã được tăng lên đến 74.000 khán giả tại World Cup 1962. Sau nhiều lần điều chỉnh và cải tạo, sức chứa hiện tại của nó là 48.655 khán giả, với tất cả chỗ ngồi là ghế đơn. Đây hiện là sân vận động lớn nhất ở Chile và cũng là sân vận động quốc gia của nước này. Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2017 diễn ra tại Ấn Độ. Và trận đấu khai mạc của giải diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2017 trên sân vận động Jawaharlal Nehru tại thủ đô New Delhi. Đội chủ nhà đã thất bại 0-3 trước U17 Hoa Kỳ trong trận đấu có sự chứng kiến của 46.351 khán giả trên khán đài. Sân vận động Jawaharlal Nehru được bắt đầu xây dựng vào năm 1982 và chính thức khánh thành một năm sau đó. Với sức chứa ban đầu là 78.000 khán giả, nó được đặt theo tên của thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, Pandit Jawaharlal Nehru. Sân vận động này đã được cải tạo và hiện đại hóa đáng kể để phục vụ cho Đại hội Thể thao Khối Thịnh Vượng Chung 2010, với chi phí cải tạo cuối cùng được công bố là 210,16 triệu đô la Mỹ, khiến nó trở thành sân vận động đắt nhất từng được xây dựng ở Ấn Độ và khu vực Nam Á. Sức chứa hiện tại của sân vận động Jawaharlal Nehru là 60.254 khán giả.
đây là sân vận động lớn thứ tư ở Ấn Độ. Gần như toàn bộ khán đài được bao phủ bởi mái che rộng 53.800m2 bằng vải sợi thủy tinh PTFE. Do sân thi đấu có hình bầu dục nên nó thích hợp để tổ chức các sự kiện thể thao khác như môn cricket. Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2019 là lần gần nhất giải đấu này được tổ chức. Và Brazil là nơi giải đấu diễn ra. Trận khai mạc diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 2019 trên sân vận động Estadio Bezerrão tại Distrito Federal. Chủ nhà Brazil đã đánh bại U17 Canada với tỷ số 4-1 trước sự chứng kiến của 11.468 khán giả. Estadio Bezerrão được bắt đầu xây dựng vào năm 1977 và chính thức khánh thành ngày 9 tháng 10 năm 1977. Tháng 1 năm 2006, sân vận động này bắt đầu quá trình cải tạo lại gần như toàn bộ và chính thức mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 11 năm 2008. Estadio Bezerrão có thiết kế khá vuông vức với 4 khán đài riêng biệt. Trong đó, chỉ có khán đài A có mái che. Toàn bộ khán đài đã được lắp đặt ghế đơn với sức chứa hiện tại là 20.310 khán giả. Mặt sân Estadio Bezerrão có kích thước 100m x 75m và sử dụng cỏ lai theo tiêu chuẩn của FIFA. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Sociedad Esportiva do Gama. Sau quãng thời gian bị gián đoạn bởi Covid-19, vòng chung kết U17 World Cup sẽ trở lại vào tháng 11 tới tại Indonesia. Lễ khai mạc và trận khai mạc của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11 trên sân vận động Gelora Bung Tomo tại thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java. Đội chủ nhà Indonesia sẽ đối đầu với U17 Ecuador vào lúc 19 giờ. Đến thời điểm này, sân vận động Gelora Bung Tomo đã sẵn sàng 100% cho ngày khai mạc của giải đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thống Indonesia Joko Widodo dự kiến sẽ có mặt trong buổi lễ khai mạc này. Nước chủ nhà kỳ vọng đây sẽ là lễ khai mạc hoành tráng nhất trong lịch sử giải đấu.